mà mới đợi từ chiều tới giờ, ổng cứ nói là mình sẽ đi mua, đợi khi nào các bạn đó bạn giao xe tới mình sẽ đi mua. Chờ từ 3 giờ của chú anh chị, từ 3 giờ cho tới bây giờ là 6 giờ rồi. 3 ngày liên tục ổng cho Mai chờ như vậy nè cả nhà, chầu chực giống như là. Cả nhà, Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì dự định là sẽ chiên cơm nên Mai soạn hết mấy cái đồ này ra, chuẩn bị nấu cơm chiều cho mấy đứa nhỏ nha cô chú anh chị. Thường chiên cơm thì Mai sẽ tận dụng những cái đồ ăn cũ, chả lụa nè, 2 miếng thịt gà nè, trái trứng nè, cá kho nè cả nhà. Đó, thì Mai sẽ chiên cơm kèm theo là khoảng 2-3 trái trứng gì đó, trứng tươi nữa. Trời, ông xã Mai thì đang định nấu nướng cái bánh tomato pie, là cái bánh. Tại sao ông không để vô trời? Cô chú anh chị thấy không? Đó. Đang định nướng cái bánh này mà nãy giờ ông chưa có để vô nữa. Mai vừa định lấy con dao này, cô chú anh chị vừa định là cắt nha. Thì ông chồng Mai, ông đem đi, ông cất. Cái Mai nói trời ơi, em định lấy ra để em xài nó. Đúng rồi vậy hả? Xin lỗi. Đó. Mai thì thịt gà này có chính chị Mai cắt nhỏ ra để đem chiên cơm. Vừa là giải phóng được đồ ăn cũ mà vừa là có đồ ăn mới ha, có đồ ăn mới cho các con. Tụi nó cứ tưởng là mới thôi, tụi nó đâu biết đâu. Mà nói gì chứ cũng biết, cũng chẳng sao hết. Chứ mà cứ nấu nướng hoài, ngày nào cũng vô món mới hết á, nhà Mai đâu ăn nhiều đâu cả nhà, cứ thừa hoài. Mai rất là mừng khi mà đã xử sạch cái nồi phở ha. Xong cái nồi phở rồi. Chili. Chồng em hỏi, ô anh đâu biết là mình có thịt gà nữa. Mai nói muộn rồi. Bây giờ là tôi đem tôi cắt, tôi giên hết rồi. Honey, you wash your tomato pie. No, last time I burned it. The time before that I burned it too. The time before that also burned it. Yeah. I lose weight like that, man. You know, don't eat it. Okay. Yes, Andre. What does? Yeah, I noticed that too. I thought it was just me. Really? Weird. Really? Yeah. Oh my god, hai cha con right. Gì đó ăn khoai tây chiên xong rồi than phiền là hai cái này nó cái mùi vị nó kỳ và nó không có giống cũ. Cái em chồng mà em nói đó, ồ ba cũng chỉ thấy vậy luôn á, nhưng mà ba nghĩ là do cái miệng của ba, không ngờ là nó vậy. Hai cha con đều chê thì nó kỳ dữ vậy. Đúng là sành ăn ha. Sành ăn vặt thôi chứ không có sành ăn làm gì hết á. Người Mỹ họ cũng ăn vặt lắm nha cô chú anh chị, họ quen cái thói quen của họ là ăn vặt ha, sô cô la rồi chip này nọ. Mai thì ít ăn vặt, chắc tại hồi xưa mình nghèo mình không có đồ ăn vặt mình ăn. Cô chú anh chị thấy không? Thật là dễ dàng. Nói chung là cả nhà ăn dễ mình cũng đỡ cực. My God. Ngoài nói ổng là canh cái bánh tomato pie của ổng đi mà ổng nói ok, xong ổng bỏ ổng đi một hơi nó cháy khét cho coi. I think it's done. Tomato pie. Lần nào cũng Làm cháy hết á. Biết lần này sao. It smell. Tomato pie. What about it? I think it's done. It smell. Thing. It smells good though. Think it. Oh, see? Oh, it's not done. Right. It smells good because I put it on the tray this time. Usually I don't put it on yet. I put it on, not you. On the tray? Yes. I used to put the tray outside. I don't know. Right. Hai cốt. Làm người nội trợ như Mai thiệt là dễ dàng. Vì mà nấu toàn mấy món đơn giản không. Nhưng mà nhờ vậy cô Chính chị biết sao không? Nó dễ ăn thì mình cũng được nhờ. Chút xíu trong xã Mai rủ Mai đi mua bánh croissant, bánh con cua ở Shep Alice á cô chú anh chị. Cái tiệm bánh mà hôm bữa Mai dẫn bạn Mai đi á. Ui là trời. Thiệt Mai cũng thích cái bánh con cua ở đó dễ sợ ha. Rất là ngon luôn. Để nắp lại. Sợ văng cả nhà. Cái tỏi này nó văng lắm, không hiểu sao luôn á. Thơm quá nhưng mà nó văng quá. Cơm nguội đó. Cả nhà thấy không? Cơm nguội đồ ăn cũ. Giờ Mai bây giờ là 3 giờ 15 phút rồi cả nhà. Mai sẽ chiên như vậy thôi. Rồi khi nào tụi nó ăn thì nó ăn. Mai cũng thấy hơi đói đói rồi đó. Mai nghĩ là tụi nó sẽ đói sớm thôi. Hai đứa mỗi đứa sáng ăn là chưa ăn tô phở, chiều ăn cơm chiên. Hôm nay là bên Mai có dự báo là sẽ có bão. Nên là chiều là không định đi đâu hết á. Tranh thủ là đi mua bánh. Chiều về. Cả nhà thấy không? Có thịt. Có chả lụa. Có trứng. Nghĩa là Ngân nó nghe cái mùi cơm chiên nghe nó ầm trên lầu rồi chắc nó chạy xuống rồi đó. Thơm quá cả nhà. Rất là thơm luôn. Muội ơi, dạ. Con muốn ăn cơm chiên chưa vậy? Dạ. Vậy giờ mẹ chiên xong con ăn nha. Dạ. Ok, đợi chút. Nghe Muội nãy nói, nãy chạy xuống hỏi với con ăn cơm không, ăn cơm chiên không? Không, con chỉ muốn ăn snack thôi. Đó, xong bây giờ nghe mùi thơm quá, phải không? Wow, thơm thiệt. Cái này là đủ rồi đó cả nhà. Mai không nghĩ là Mai cần phải để thêm cá chứ. Thôi để thêm chút xíu cũng được. Cá này cũng là lọc lấy xương hết rồi đó. Với đến chuyện như khi mà Mai chỉ cần ở nhà, mà mấy con ở nhà, rồi ông xã ở nhà, cả nhà ở nhà, rồi nấu nướng gì cho cả nhà ăn là thấy cũng vui, hạnh phúc lắm rồi ha. Được không? Cái bề này không? Bà mèo bắt đầu đi ra ngoài rồi đó. Thôi bây giờ Mai nêm một chút xíu nước mắm với nước tương vô. Nước tương. Đây, đây, chín rồi cả nhà nè. Đấy, cái này của con nè, cái này bự nè. Đó, cái này bự hơn nè. Em muốn nữa không? Hay là như đây đủ rồi? Hên. Này của xí muội. Ok. Rồi. Cái này chắc là Mai sẽ để vô trong cái kiếm cái hộp đã. Chiều á Mai sẽ về Mai tự Mai làm miếng gỏi đu đủ ăn. Lâu quá không ăn gỏi đu đủ cũng nhớ. Tự nhiên giờ người Việt Nam mà cứ suốt ngày thèm gỏi đu đủ làm sao cả nhà. Ngộ ha. Giao diện thì Việt Nam nhưng mà hệ điều hành là người Thái là làm sao. Ngon chưa? Vậy là chiều nay mà muốn ăn thêm thì cũng có cơm chiên rồi đó cả nhà. Hai vợ chồng Mai thì ăn uống đơn giản lắm. Trừ những ngày đi nhà hàng, còn lại ăn uống rất là đơn giản ha. Rồi, rửa. Rửa cũng đơn giản, có gì đâu rửa. Bà Chê Đà thì giao diện là người Thái, nhưng mà hệ điều hành Việt Nam, thèm phở hoài. Còn Mai là giao diện Việt Nam mà hệ điều hành người Thái. Thèm gỏi đu đủ hoài cả nhà. Chơi đấy bị nhiễm. Đây, dưa hấu đây. Dưa hấu ngon ơi là ngon. Mà lấy ra cái chén cho xíu muội. Ngon quá. Nè, xong ăn nha. Cô chú anh chị ơi, bây giờ thì hai đứa nhỏ đã ăn rồi, bây giờ hai vợ chồng mình sẽ đi ăn tối ha. Cả hôm nay là mai chờ, giống như là tại vì ông xã Mai là nhận cái xe về đó cô chú anh chị, nên là cái bạn giao xe bạn tới trễ nên là mình chờ từ chiều tới giờ để chị đi ăn thôi đó. Nên Mai hơi giận chút xíu. Đó, cái bánh croissant mà best seller ở tiệm Alice đó cô chú anh chị, bữa Mai mua về là hai vợ chồng Mai ai cũng thích hết á. Thì mình định là hôm nay là mình sẽ đi mua cái bánh đó. Mà Mai đợi từ chiều tới giờ, ổng cứ nói là mình sẽ đi mua, đợi khi nào các bạn đó bạn giao xe tới mình sẽ đi mua. Chờ từ 3 giờ cô chú anh chị. Từ 3 giờ cho tới bây giờ là 6 giờ rồi. Thiệt á. 3 ngày liên tục ổng cho Mai chờ như vậy nè cả nhà. Chầu chực giống như là Mai đã nói với ổng là mình đang giảm cân nên mình muốn ăn 16-8, mình sẽ không ăn sau 5 giờ. Mà cái gì cũng chờ. Bây giờ là 6 giờ kém rồi, còn chưa được ăn nữa. Khu nhà Mai tuyết nó cũng tan hết rồi cô chú anh chị thấy không? Còn cái mấy đống giống như là bông gòn đó. Wow, sao nhà bên kia còn nhiều tuyết dữ ta. Đây, xe tới rồi đây. Rồi cái là nhân viên ở gì ta? Ở Mercedes ở đây cô chú anh chị là họ nhận giao xe tận nhà cho nhà mình, mặc dù là không có ở gần ha, nhưng mà họ giao xe tận nơi rồi họ lấy xe tận nơi luôn. Nên rất là tiện, mình không cần phải đem xe tới đó. Buổi chiều bắt đầu mấy cái nhà lên đèn cũng đẹp cả nhà ha. Mình mấy ngày liên tục rồi đó là bị lỡ hẹn cái mà ăn kiêng rồi đó. Giờ tối bên Mai. Trời, đang trên đường đi tới ăn phở, tới tiệm phở rồi thì chồng Mai gọi điện cho sếp Alice nói là giữ lại cho mình cái bánh croissant tại vì hai vợ chồng Mai đều thích á. Thì cái anh đó anh nói là anh đóng cửa lúc 7 giờ. Bây giờ là 6 giờ 15 rồi. Thì hai vợ chồng Mai lại phải chuyển hướng đi qua đó trước cả nhà. Coi rồi thấy không, tới quán phở rồi mà bây giờ phải chuyển hướng đi tới đó. Tại vì người ta đóng cửa mình đâu có lấy được ha. Thôi bây giờ mình đi tới mình mua bánh trước cái đã. À, cuối cùng cũng tới được Lambertville của chính chị ha, New Jersey. Là trời. Oh, trời Reverend Day close. Really? Yeah. Why? Không biết. Out of business? Yeah. Sorry to hear that. Của chính chị ha, nhiều nhà hàng ở đây họ đóng cửa lắm luôn á. Kinh tế chắc có vẻ cũng khó khăn. Lúc nãy đi ngang qua nhà hàng Diner cũng đóng cửa vì nhà hàng rất là nhiều nhà hàng đóng cửa luôn. Tới rồi. Oh no. Cuối cùng mình cũng có được. Có. In front of the. Yeah, sure. Bakery. Yeah. Hôm nay là nhiều chỗ đậu xe lắm vì bây giờ đâu có ai tới đây đâu. Ai tới rồi. Tới trước khi nhà hàng đóng cửa, tới tiệm bánh đóng cửa ha. Vì cái tật ham ăn mà phải như vậy đó cả nhà. Thank you. Hai thôi. Đây nè cả nhà. À, cái bánh này. Đây croissant macaron là chỗ nhìn hấp dẫn cả nhà ha. Nhìn hấp dẫn. Ừ. Bánh lúc nào cũng quá trời cũng mới hết. No. Let me see, is it right thing? Mày coi phải đúng không? Yes. Oh, thank you. Oh my god, cô chú anh chị, ở đây họ còn bán súp nữa nè. Họ có chicken corn chowder là thịt gà với bắp súp nè. Oh, mày không biết nha. No, next time to come here to eat that. Soup of the day. Soup of the day? Yeah, look. Soup of the jour. It's French. Soup of the day. Next time. I don't want to eat now. Okay. All right. Bánh ngon. Good night, thank you. Okay. Say good night, honey. Good night. Get it to joke. Get it to joke. Mình mua 6 cái, 7 cái gì đó. How many? He give us one for free. À, mình mua 6 cái nhưng mà ảnh đưa cho mình 7 cái một. Thì một cái cho miễn phí. Vậy là không có bị. What is called? What does it called? Cardamom. Bánh là cardamom croissant. Bây giờ mình đi ăn phở, cả nhà đi ăn phở Việt Nam, tới nhà hàng phở Việt Nam ha. Hai vợ chồng này phiền quá, chạy 80 dặm cũng chỉ vì cái ham ăn á cả nhà. Chạy 80 dặm để mua bánh này, xong rồi chạy 80 dặm để đi ăn phở. Giờ chạy tiếp cả nhà, còn 80 dặm nữa đang chờ mình nha. Cả nhà ơi, mai tới chỗ ăn phở, mọi người thấy tuyết vẫn còn rất là nhiều ở khu này ha. Khu này lạnh hơn khu Mai nữa. Ồ, mọi người thấy tuyết chất đống không? Buổi tối này tuyết chất đống trắng trắng, nhìn nó phản sáng, nó nhìn giống như bông gòn cả nhà ha. Chồng mày không thả mày xuống để mày đi bộ vô trong nhà hàng đi, rồi ổng đi tìm chỗ đậu xe. Cái ổng trời ơi đông quá nha. Wow, nhà hàng này lúc nào cũng đông hết nha. Thấy là thấy mừng cả nhà. Mình thấy người ta làm ăn được mà mình mừng giùm họ nha. Thôi cả nhà, nhà hàng phở đông nghẹt luôn nha. Thấy mừng ha. Đó, mọi người thấy không? Một vòng quá trời đông luôn. Cả nhà hôm nay lại có gỏi ngó sen nè, có nước dừa. Ổng tiến bộ hơn Mai một cái là lần này ổng tự order nước dừa cho ổng không uống của Mai nữa. Ok, ít thôi đi. Tới đây là ổng order cái phở tôm hùm, còn Mai thì ăn bánh xèo cả nhà. Mời cả nhà ăn tối chung với hai vợ chồng Mai nha. Đây bánh xèo của Mai này cả nhà, nhìn hấp dẫn không? Bánh xèo ở đây rất là giòn và rất là ngon luôn. Cái gỏi này cũng ngon nữa. Cái nhà hàng này thì được hai cái món này ngon lắm cả nhà. Và hơi nữa có phở tôm hùm nướng của ông xã Mai, cũng là một cái món mà vợ chồng Mai rất là thích ha. Cái anh cái chú bàn cái bên nói hỏi Mai là cái này có phải cứ nhìn vô cái dĩa này, cái Mai nói ô cái này là gỏi ngó sen đó, lô là salad ha. Còn cái hỏi Mai cái này là gì vậy? Cái này có phải là cái crepes không, là bánh xèo không? Nói đúng rồi. Anh nói là ô mình cũng order cái này đó. Đây phở tôm hùm. Nhìn hấp dẫn không cả nhà? Đó. Ông xã Mai là đòi ăn tôm hùm nha. Thôi đi. That's my because you ate my lobster last time. Okay, you can have it. Mình nói giỡn thôi cả nhà. Mình nói là đấy của Mai vì bởi vì lần trước ông ăn tôm hùm của Mai. A few minutes later. Anh cười chứ anh chị ơi, ông xã Mai ông phẫu thuật con tôm hùm ra tứ phía luôn. Nói hết rồi mà vẫn còn phẫu thuật. It's okay. Ông nói là vẫn còn cái tôm cái thịt ở trong cái dĩa này nè, mình có thể bóp nó ra được. Nó thôi tôi lại không. Ngon lắm luôn cả nhà, hôm nay ăn một bữa rất là ngon. Tôm hùm á, khi mà nướng lên nó nghe cái mùi nướng nó thơm lắm cả nhà, mà cái sốt bỏ vô cũng ngon nữa ha. Đó, hôm nay là một bữa ăn ông xã Mai rất thích cái nhà hàng này luôn. Ít khi nào mà ổng thích nhà hàng Việt Nam nào nhiều dữ lắm mà ổng cứ suốt ngày ổng đòi tới cái nhà hàng này là mọi người biết rồi đó. That's it. Coi ổng kìa. Tôi lại hồn. No more thôi, you know. Ok, ăn xong rồi cả nhà, bây giờ mình đi về thôi. Cái nhà hàng này á hả, cô chú đóng ngày càng đông nha. Mai rất là mừng cho mấy cái anh chị chủ quán ở đây. Trời ơi, mình ăn từ nhà hàng cũ qua tới nhà hàng này ăn riết mà quen luôn á ha. Đông quá trời đông, mình tới hả là anh chị lúc nào cũng ưu tiên cho mình hết á, cũng hơi ngại mà thôi kệ, mình cũng là khách hàng quen thuộc mà, mình cũng là khách hàng dễ thương mà, đúng không cả nhà? Nói chung là đồ ăn ngon mà, đồ ăn ngon mà chủ còn dễ thương nữa chứ, đúng không cả nhà ha? Đó, cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã cùng gia đình Mai đi mua bánh rồi đi ăn phở ngày hôm nay nha. Mai xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. À quên, nói một chút nữa, cái anh chủ nhà hàng anh nói như khi ảnh đi làm về á, ảnh mệt đó cô chú anh chị, không ăn luôn á. Anh nói là đồ ăn này ảnh nhìn mỗi ngày ảnh ngán rồi, nó không thể nào mà ảnh ăn được hết. Xong rồi chồng anh nói đừng nói với tôi là ông chạy về nhà ông mua McDonald's ông ăn nha. Ông nói ừ thỉnh thoảng cũng vậy thiệt cái chứ bộ. Mà thiệt cô chú vậy ha, nhìn đồ ăn cứ mấy cái món đó hoài hoài nhìn cũng riết cũng ngán ha. Thôi đi về đây, cảm ơn cả nhà, chào tạm biệt cả nhà nha.